Xin chào anh em, chúc em một ngày mới tốt lành nha. Thì hôm nay bên mình sẽ mang đến cho anh em một dòng sản phẩm mới đến từ Nhật Bản của hãng Anex. Đây là tua vít, đây là bộ tua vít của Nhật Bản. Thì sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu nó chính là cây tua vít No 395D. Đây, nó là cán và mũi vít rời anh em, mình có thể tháo lắp ra được. Đây, mở cho anh em xem này. Đó, để tháo rời được nha. Đấy, cái cán này bằng bên trong nó bằng sắt anh em ạ. Đó, cầm rất là sướng rồi. Này, này nó có thể xoay, nó là tua vít giúp mình làm việc, có thể xoay được cách làm việc nhanh chóng. Đó, tua vít xoay nhanh. Đó, cầm rất là sướng. Đó, rất đã tay. À, mũi vít nhìn rất là đẹp nha anh em. Đấy, này nó có dòng chữ nhỏ của No cộng 2 của Anex, một đầu chữ 6, đầu này là đầu BH2, đầu chữ 6. Đây. Còn này là cái nút điều chỉnh của nó nha anh em. Đấy. Xoay như vậy là mình mở ra. Đó. Còn khi mình vặn nó ngược chiều kim đồng hồ á, là mình siết vô. Đấy, mình mẫu cho anh em thử nha. Đây, lắp vào cái chân lục giác, cái chân của nó là chân 6.35 nha anh em. Đó. Đấy. Đây, xem này. Đó, siết rất là cứng nha. Rồi tháo ra là mình vặn này ra. Đó, lúc mình muốn tháo là mình xoay cái này theo chiều kim đồng hồ nha anh em. Nè, đó. Đó, làm rất là nhanh luôn. Đây, siết vô này, cái này là siết vô này. Đấy, rồi siết rất là nhanh nha. Đó, mở ra. Đấy, làm rất là sướng, rất là nhanh luôn. Đấy, và cái loại này mình có bán cán riêng nữa nha anh em. Thì giá cho một cái No 395D này là 366.000 nha anh em. Đó, 366.000 một cái, rất tiện dụng luôn, hai đầu luôn. Đó, một đầu ba ke và một đầu dẹp, anh em ưng dùng đầu nào cũng được. Đó, thấy không? Đó, và khi một cái có cán này, cán này mình có bán lẻ nha anh em. Đây là cán bán lẻ của nó, thì giá của nó là 327.000. Đây, rất đẹp, rất chắc chắn. Đấy, và cây tua vít tiếp theo đó là cây No 3780. Đây nè, cái này thì nó không có hỗ trợ xoay nhanh, nó chỉ là giống như cây vít bình thường thôi, nó bằng nhựa, rất là nhẹ tay nha anh em, cầm rất nhẹ. Đó, cầm hoặc là bỏ túi thì bỏ túi rất tiện lợi luôn. Đó, cái này, hai cái này cầm bỏ túi. Đó, nào cần thì lấy ra vặn. Đấy, đây anh em thấy không? Đấy. Đấy, rất đẹp, rất nhỏ gọn, rất đẹp nha anh em. Nhìn rất là cưng luôn á. Thì giá cho một cây No 3780 này là 141.000 nha anh em, 141.000. Và cán riêng của nó chỉ có 112.000 thôi. Anh em mình có thể mua một cái cán này về và mình có thể thay thế, mình lắp cho nhiều loại mũi khác, rất tiện lợi, rất là đẹp. Và hàng này thì của mình là được nhập khẩu tại Nhật nha anh em, tại xưởng luôn á, bên mình là nhập tại xưởng của Nhật luôn á, tại hãng luôn, nên là anh em mình không cần phải lo lắng về chất lượng, mình bao chất lượng cho anh em. Còn với tiếp theo đó chính là cây No 417. Đây là cây tô vít chuyên dùng để cho vặn các góc hẹp. Đây, cái góc nào mà kiểu như tay mình kia mà với tới mà khó vặn quá là mình dùng cây này. Đấy, đây anh em thấy không? Cái này, cái góc nào nó vừa đủ nhét cho cái này vô là anh em mình dùng cây này vặn. Đó, thì nó cũng có bánh răng điều chỉnh anh em, để cho mình xoay ra xoay vô này. Đó, chữ L này, chữ L này là đây, anh em thấy không?
có chữ L, máy mình nó hơi mờ mờ. Đó, chữ L này là quay ra này, R này là siết vô này. Đó, đây, đây là chữ R nha, đây chữ R này. Đó, siết vô này. Ồ, rất là nhẹ, rất là giá. Đó, còn chữ L này, mở ra này. Anh em thấy không? Cái góc nào mà nó có độ hẹp cỡ tầm như vậy, đây này, chắc khoảng 2 phân 2 phân rưỡi, 3 phân, cỡ tầm 3 phân là mình có thể, mình không dùng được tô vít. Là anh em có thể dùng cái cây này để bắt các góc hẹp khoảng tầm từ 3 phân đổ lên nha. Đó. Mình, và bộ nó có các đầu thay của nó này, lục giác này, lục giác là từ đầu 2.5 đến 3, 4, 5. Còn tua vít là có đầu cộng 3 này và một thêm một cái tua vít hai đầu, đó là cộng 1 và trừ 4.5. Đó. Đây. Còn cái đầu này của nó là, để mình coi. Đầu đầu cộng 2 nha mà. Cộng 2 trừ 6 trừ 5 chứ nhỉ, sorry. Đầu đầu cộng 2 trừ 6. Đấy. Nhìn rất là đẹp nha anh em. Đấy, đây là hai cái đầu mũi vít mình có thể dùng thay thế. Đây. À, nói chung là hàng Nhật thì anh em mình không cần phải lo về chất lượng rồi, chất lượng nó rất là tốt luôn. Các em, anh em nhìn cái mũi vít này của nó này. Đấy, rất là đẹp nha, cái thép của nó rất là tốt, mình sử dụng lâu dài không lo về vấn đề mà bị hao mòn sản phẩm, nó xuống cấp này kia không có. Đó, mình có thể dùng thoải mái. Đây. Chỉ sợ là sợ thấy hàng đẹp quá là bị trôi mất thôi, chứ còn thì bảo hư hại thì rất là khó. Đấy, cuộc quên. Thì giá cho một bộ Nô 417 này là 289.000 anh em. Chỉ với 289.000 mình đã sở hữu được một sản phẩm cao cấp đến từ Anex Nhật Bản. Đó, một bộ bắt vít góc hẹp rất là tiện lợi. Đấy. Và đây là bộ tiếp theo là bộ Nô 429. Bộ này nó có một sự khác biệt nhưng mà mình nhìn cũng rất là đẹp nha. Đây. Đấy. Tôi biết này là chuyên dùng bắt góc hẹp luôn đó anh em ạ. Đây. Thấy cái sự khác biệt không? Này nó hơi cong lên nha. Giúp cho mình cái khả năng vặn của mình nó dễ dàng hơn này. Đó, và cái bộ này nó cũng có nhiều đầu, nhiều sự lựa chọn hơn cho anh em này. Anh em thấy không? Nó nhiều hơn là bộ dưới. Nó có các đầu như đầu lục giác, như là đầu 2.5 này, đầu 3 này, đầu 4, đầu 5, đầu 6 này. Và nó được thêm hai mũi vít nữa anh em ạ. Đấy, một mũi vít dẹp trừ 6 này, một mũi ba ke BH1 và một đầu BH3. Và đầu đầu BH2 anh em ạ. Này. Ở đây như nó có 500 này anh em này. Này. Em thấy không? Bỏ vô nó hút này. Đó. Đấy, để giúp trong quá trình mình đưa vô mình siết á, nó không có bị ấy, với lại nó tăng cái lực hút này. Ốc này nó không hút được. Này. Để mình gỡ con ốc này ra này. Đấy. Đấy. Mở ra này. Rất nhẹ tay luôn nhé anh em. Đấy. Rất nhẹ tay, rất đẹp. Đây. Và giá cho một bộ Nô 429 này là 347.000 nha anh em. 347.000 một bộ. Rất đẹp, rất tiện dụng. Đấy. Mình mua về mình có thể sử dụng rất là nhiều. Đấy. Mình có thể sử dụng sửa chữa bình thường hàng ngày cũng được, hoặc là dùng trong mấy chỗ góc hẹp khó bắt như là xe máy hoặc là ô tô hoặc là các tủ đồ nghề ấy. Đấy, anh em mình có thể mua một bộ như vậy về để sử dụng, mình thấy rất tiện lợi, rất là tốt. Đấy. Đó. Và bộ cuối cùng đó chính là bộ tôi viết cách điện anh em. Nhìn thấy màu có đẹp không, rất là sặc sỡ, rất là đẹp nha. Đấy. Này có rất là nhiều thông số cho nên mình lựa chọn luôn nha. Nhưng mà hiện tại ở đây thì mình chỉ đưa một hai thông số cơ bản thôi để giới thiệu sơ cho anh em mình xem và biết thôi. Đó, đó như thì cây trừ 5 như 100 này là 173.000. Đấy. Không?
Còn cây trừ 6 cho 100 này, 183 ngàn nha anh em. À, giá rất là tốt luôn. Mình không dám nói rẻ nhưng mà giá này giá rất là tốt. À, anh em nào mà sửa chữa điện trong tủ điện này kia hoặc là điện gia đình á, mình nên là sở hữu một cây thế này để dùng rất là an toàn cho mình. Đây, đây là cây cộng 3 x 150 anh em, rất là dài này. Em nhìn rất là dài này. 150 đó, nó là cái chiều dài của cái thân này thôi. Chứ còn tổng thể chiều dài của nó là khoảng 25 đấy anh em ạ. 25 đến 27 cm đó. Là giá của một cây cộng 3, cây đầu BH3 nha anh em. Cộng 3 x 150 là giá 202 ngàn. Đấy. Và cây cộng 2 x 150 là giá của nó là 193 ngàn nha anh em. Rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn. Đó. Nhìn cái nào cũng đẹp rất lung linh hết. Đây nha. Thì đây. Thì bên mình đang có chương trình ưu đãi khi anh em mà mua hàng với hóa đơn từ 1 triệu đổ lên thì bên mình sẽ free ship bên em mình nha. Và chương trình này chỉ có trong tháng 9 thôi nha anh em. Đấy. Đây. Và bên mình thì còn rất là nhiều mặt hàng nữa. Anh em mà nếu như mà có thời gian hoặc là gần cửa hàng á thì ghé qua bên cửa hàng mình để vô có thể tham quan và mình muốn mua gì mình có thể lựa sản phẩm đấy. Và bên em sẽ tư vấn nhiệt tình mà để lại giá tốt nhất cho bên mình. Đấy. Thì hiện tại á thì bên mình đang có tuyển đại lý mới và có chính sách rất là tốt và có những phần thưởng này, khuyến mãi này. À, nhân dịp mà vừa sinh nhật công ty này, vừa nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 này. Và ưu đãi chiết khấu lên tới 30% cho anh em nào có nhu cầu làm đại lý hợp tác với bên mình nha. Có rất nhiều phần quà như tủ này, kệ này. À, rồi còn một số cái nữa. À, anh em mà muốn biết thêm chi tiết thì truy cập vào trang web ở bên dưới video để biết thêm chi tiết về khuyến mãi để có thể đăng ký nhận tham gia sớm nhất có thể anh em, và chú ý là chỉ trong tháng 9 này thôi anh em, còn qua tháng 10 là sẽ không còn nữa. Đó. Rồi. Video mình đây là kết thúc. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu như anh em thấy thích thì hãy cho mình một like và một subscribe. Còn anh em mình mà có ý kiến gì thì hãy để lại comment ở bên dưới nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.